Thưa quý vị, mới đây thì Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã chính thức khai trương đưa 5 tuyến xe buýt mới vào phục vụ người dân ngoại thành Hà Nội. Với việc vận hành thêm 5 tuyến xe buýt mới thì toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội đã chính thức được sử dụng dịch vụ xe buýt có trợ giá với tiêu chuẩn chất lượng cao. 5 tuyến xe buýt mới gồm số 101 bến xe Giáp Bát Vân Đình, 102 bến xe Ý Nghĩa Vân Đình, 103 bến xe Mỹ Đình Hương Sơn, 104 Mỹ Đình Bắc Linh Đàm và 105 khu đô thị Nghĩa Đô Cầu Giấy. Năm tuyến buýt này sẽ tăng cường kết nối tới các khu đô thị, trung tâm thị trấn, thị tứ thuộc các huyện ngoại thành với khu vực nội đô, nâng cao năng lực phục vụ hành khách có nhu cầu ra vào trung tâm thành phố. Với việc vận hành các tuyến xe mới, từ nay hai huyện Ứng Hòa và Mỹ Đức, hai địa phương cuối cùng trong số 30 quận huyện thị xã của thành phố Hà Nội, đã chính thức được sử dụng dịch vụ xe buýt có trợ giá với tiêu chuẩn chất lượng cao.